Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của An Phát Computer. Như các bạn đã biết thì cách đây không lâu anh Huy Supel đã giới thiệu đến chúng ta sản phẩm mainboard MSI Z370 Gaming Godline. Và ngày hôm nay tại đây trên tay tôi là sản phẩm đối thủ của nó mang tên Asus ROG Maximum X Formula. Như các bạn đang nhìn thấy đây là phía mặt trước của vỏ hộp đựng mainboard của chúng ta. Mặt trước của nó thì chủ đạo là hai tông màu đỏ và đen mang đậm chất game thủ high-tech. Một game thủ chuyên nghiệp thì chắc hẳn chúng ta sẽ sử dụng card đồ họa rời thay vì card đồ họa on-board. Và bo mạch chủ này của chúng ta đã trang bị hai công nghệ chính. Dành cho đội xanh thì có Nvidia SLI, còn đội đỏ thì có AMD Crossfire. Dành cho những bạn có nhu cầu sử dụng một hay nhiều card đồ họa để nâng cao sức mạnh cho bộ máy gaming của mình. Với xu thế của hầu hết các bộ PC high-end, PC gaming hiện nay là đa dạng về hình thức và rực rỡ về màu sắc, thì bo mạch chủ của chúng ta được trang bị một chế độ đó là Asus Aura Sync, giúp chúng ta có thể điều khiển được toàn bộ đèn LED trên bộ PC của mình. Các công nghệ nổi bật mà tôi vừa đề cập đến đều được nhà sản xuất in phía trước của vỏ hộp. Và bây giờ chúng ta cùng đến với mặt sau của vỏ hộp. Như các bạn đã thấy thì đây là hình ảnh của mainboard chúng ta đang có. Đây là hình ảnh của bộ tản nhiệt dành riêng cho khe SDM2, màn hình hiển thị OLED, bộ phận tản nhiệt dành riêng cho MOSFET và các khe điện. Ngoài ra thì chúng ta còn có rất nhiều thông số nữa, ví dụ như các cổng kết nối, các chuẩn kết nối này, bộ nhớ. Các bạn có thể tìm hiểu thêm những thông tin này phía sau của vỏ hộp. Sau đây các bạn hãy cùng tôi mở hộp sản phẩm này ra nhé. Khi trên tay bo mạch chủ này thì cảm giác đầu tiên của tôi là nó rất nặng, bởi vì nó được nhà sản xuất trang bị cho full giáp từ mặt trước cho đến mặt sau bằng những miếng kim loại rất là lớn. Có lẽ là đặc biệt nhất khi tôi trên tay sản phẩm này đấy chính là hệ thống chờ tản nhiệt nước dành riêng cho MOSFET và các phe điện. Ở đây thì các bạn thấy có hệ thống chờ tản nhiệt nước thôi, và trong này thì chưa có nước mà chỉ có miếng đồng rất là lớn giúp tản nhiệt, giúp làm mát cho các MOSFET và phe điện. Ngoài ra thì bo mạch chủ này chúng ta có 4 khe RAM sử dụng công nghệ Dual Channel với hỗ trợ bộ nhớ lên tới 64GB, mức xung nhịp lên tới 4133 MHz. Ở trung tâm của bo mạch chủ thì chúng ta có một màn hình hiển thị OLED giúp chúng ta hiển thị tên của bo mạch chủ này, nhiệt độ khi sử dụng bo mạch, hoặc là chúng ta có thể ghi tên của chính mình lên trên này. Phía dưới thì chúng ta có 3 khe PCI Express để chúng ta có thể cắm được nhiều các màn hình. Như các bạn đang thấy thì đằng sau tấm tản nhiệt lớn này chính là khe cắm SDM2. Miếng tản nhiệt lớn này giúp cho SDM2 chúng ta tản nhiệt tốt hơn. Ngoài ra các bạn có nhìn thấy logo Asus ROG. Logo này có thể hiện thị được LED RGB trang trí cho thêm phần rực rỡ mainboard của chúng ta. Nếu bạn nào thắc mắc là vì sao mainboard cao cấp này lại chỉ trang bị một khe SDM2 thì mình xin bật mí với các bạn là không chỉ có một khe SDM2 thôi đâu. Ở phía dưới này chúng ta có một khe SDM2 nữa, nhưng khe SDM2 này thì không phải là khe SDM2 thông thường, mà để cắm SD vào thì chúng ta phải cắm dựng đứng nó lên như vậy. Và đến đây thì có nhiều bạn lại phân vân là không biết là nếu mà cắm như thế này thì SDM2 của chúng ta có chắc chắn hay không. Các bạn cứ yên tâm, nhà sản xuất đã cung cấp chúng ta một thanh kim loại giúp gia cố chắc chắn SDM2 này lại. Ngoài hai cổng gắn SDM2 mà chúng ta đã biết thì mainboard này của chúng ta có tới 6 cổng SATA giúp chúng ta có thể thoải mái gắn thêm ổ cứng để lưu trữ dữ liệu. Có một điểm thú vị nữa là trên chiếc mainboard này của chúng ta có hai nút bấm là nút Start và Reset dành cho những bạn nào sử dụng bộ máy Pentable. Cao hơn một chút thì ở đây chúng ta có mặt đồng hồ điện tử. Mặt đồng hồ này để chúng ta có thể biết được về thông tin của mainboard như là có lỗi hay là về nhiệt độ của mainboard chúng ta đang sử dụng là bao nhiêu. Tiếp theo chúng ta cùng đến với hệ thống I/O của bo mạch chủ này. Đây là cổng kết nối âm thanh 7.1, cổng kết nối âm quang optical để các bạn kết nối với hệ thống âm thanh cao cấp. Chúng ta có một cổng LAN Gigabit, một cổng USB sạc và một cổng USB Type C. Tiếp theo thì chúng ta có 4 cổng kết nối USB 3.0 và 4 cổng kết nối USB 2.0 cũ hơn. Trong đó thì chúng ta có một cổng kết nối USB đặc biệt hơn, đó là chúng ta có thể sử dụng USB đã cài sẵn BIOS và cắm vào đây. sử dụng hai nút cập nhật BIOS ở trên này, một nút cập nhật BIOS và một nút clear BIOS ở trên này để chúng ta có thể trực tiếp xử lý BIOS của mình. Như vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau khám phá sơ qua về chiếc bo mạch chủ này. Sắp tới thì An Phát Computer sẽ gửi đến các bạn những hình ảnh chi tiết hơn, chân thực hơn của bo mạch chủ này trong hệ thống PC gaming cao cấp. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong video sắp tới. Xin chào!